Xin chào toàn thể các anh chị, hôm nay tôi tiếp tục gửi đến video tiếp theo, video hướng dẫn ghép ngang thực tế. Đối với bài ghép ngang này thì khi đi thi thì chúng ta cảm thấy nó rất là đơn giản, nhưng mà khi vào thực tế đúng không nhỉ Sim nhỉ? Thế tôi đang bổ túc tay lái cho học viên Sim đây, có bằng hơn một tháng rồi. Em thấy thế nào? Bài này có khó không? Cũng đi thực tế thì mới biết là hơi khó đấy anh ạ. Để ghép vào như thế này thì khoảng cách như thế nào? Xe, thân xe đúng không? Chúng ta phải gấp rưỡi cho hai cái vị trí xe trên xe dưới này. Bước 1 thì các anh chị tiến song song với xe. Đây, phía trước là xe 30G16207. Tiến thẳng lên. Bước 1 này, đi từ từ đúng không? Kinh nghiệm làm sao để mà chúng ta xác định được điểm. Đấy, từ từ thì chúng ta nhìn vào cái gì nhỉ, cái đuôi xe của bên này đúng không, với cái kính đằng sau ở bên phải của bên này. Nhìn thấy chưa em, nhìn thấy chưa, đây này em nhìn thấy chưa, nó ngang với cái đít xe của mình đúng không, đuôi xe của mình ngang với đuôi xe của bên hông đúng không, phía trước. Ok, nào đánh hết lái phải. Bước thứ hai này đúng không, đánh hết lái phải cài R rồi. Nhìn gương chiếu hậu bên trái đúng không? Ở những cái bài thực tế như thế này thì các anh chị lấy điểm nào để căn thì các anh chị nhìn sang cái sườn xe bên trái. Nào đi tiếp đi. Khi lùi như thế này, chúng ta đang lấn sang cái phần bên hông bên trái đúng không? Một số xe máy ô tô đi cùng chiều với chúng ta thì chúng ta phải quan sát gương chiếu hậu bên trái thật kỹ, đấy là lưu ý đầu tiên. Bước thứ hai này đúng không? Vẫn tiếp bước thứ hai, chúng ta nhìn gương chiếu hậu bên trái, quan sát phần đường ở bên cùng chiều. Khi nào mà hai cái tay cầm của chúng ta đúng không, đến đúng không, xe 45 độ nữa đi em, chúng ta nhìn thấy gì nhờ, cái đèn chiếu hậu ở bên trái của cái xe này đúng không, chính là góc chữ A đấy đúng không. Sau đấy chúng ta giả thẳng hai vòng bên trái, 1 2. Ok. Chúng ta lùi từ từ, chúng ta nhấc chân phanh từ từ. Đấy, điểm này các anh chị mới lái thì các anh chị rất là lo đúng không? Như em là rất sợ là khi đánh hết lái trái đúng không? Sợ cái đầu xe bên phải này va vào xe nào nhỉ em nhỉ? Xe bên hông đúng không? Đấy, tức là xe đỏ phía trước. Đấy, thì cách đi như sau. Bước thứ ba, các anh chị nhìn gương chiếu hậu bên phải. Đây, cái gương chiếu hậu bên phải đây. Tôi chỉ thẳng luôn cho các anh chị nhìn. Đây, ok. Đấy. Rồi, lùi đi. Lùi từ từ, nhìn khi nào. Đúng không? Nào. Rồi. Đúng không? Khi nào mà gì nhờ? Cái gương chiếu hậu này, đúng không? Đúng không? Trên bên phải này ngang với cái mặt. Mặt gì nhờ? Đây. Thành một đường thẳng đúng không? Chúng ta làm gì? Đánh hết lái sang bên trái, kính lái đi em. Ok. Nhìn gương chiếu hậu bên phải đúng không? Để lùi vào đúng không? Ok, rất sát đúng không? Rất tốt nào. Ok, lùi vào đây đi, cứ lùi đi. Ok. Rồi. Giả thẳng hai vòng. Đấy, cảm biến đằng sau nó rất sát, nó kêu đúng không? Tiến lên một chút. Ở vị trí lùi của chúng ta này, tiến lên nào. Ok. Rồi. Xả thẳng lái ra đúng không? Cái R nào. Chúng ta lùi lại tí cho nó thẳng xe. Rồi, ok. Đấy, rất sát này, chúng ta nhìn qua cam này rất sát đúng không? Khi ra này, bước thứ tư, khi ra này, cài đây. Cái cảm biến đằng sau nó kêu nó rất sát mà. Đánh hết lái trái khi ra thì các anh chị chú ý cho tôi này. Cái phần này cực kỳ quan trọng đúng không? Cái chỗ này là hay bị va xe bên hông bên trái nên là chúng ta không thể quên được gương chiếu hậu bên trái. Chúng ta sinh ăn trái, chúng ta ra lần này. Cách ra là rất là hợp lý, tôi rất là phù hợp này. Khi mũi xe chúng ta đúng không? Trở lại cái vị trí ban đầu chéo 45 độ thì giả thẳng lái sang bên phải mấy vòng em? Hai vòng đúng không? Xoay hai mặt còi nào. Ok, xoay đi. 1 2 Rồi, rất nhiều anh chị khi ra thì có một cái sự lo lắng đúng không? Như em có lo lắng là bị va bên này không? Có, đúng không? Thế thì cách đi như sau, tiến thẳng lên một chút,
vẫn nhìn gương chiếu hậu bên trái và phía trước. Đấy, khi cái gương chiếu hậu bên phải này, đúng không, nó thoát khỏi cái hành xe, cái sườn xe bên trái của xe đỏ R162079336 đây, thì chúng ta sẽ đánh từ từ sang phải thì chúng ta không lo bị chạm bên phải, đúng không? Ok, lúc này thì em đã chỉnh gương lên đúng không? Nên nhớ là các bạn phải đẩy gương lên đúng không? Quay sang phải này, đẩy gương lên. Vì lúc nãy lùi thì chúng ta úp để chúng ta nhìn gương. Ok, đi thẳng ra này. Vẫn quan sát gương chiếu hậu bên trái và bên phải này. Chúng ta nhanh thì nhìn này, nhìn đều này, xong rồi hướng về phía trước. Đấy là bài ghép ngang thực tế. Thì đây cũng là một số kinh nghiệm mà tôi xin chia sẻ với các anh chị trong quá trình dạy lái xe của tôi. Hy vọng thì các anh chị thấy video này bổ ích, thì các anh chị đừng quên nhấn nút subscribe, đăng ký kênh và chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở video tiếp theo.